xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 24 tháng 11 năm 2021 về việc ông Biden lệnh mở kho dự trữ dầu chiến lược. Tổng thống Mỹ Joe Biden, hôm nay, 23 tháng 11 thông báo ông đã ra lệnh xuất 50 triệu thùng dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp của nước này để giải quyết tình trạng giá nhiên liệu tăng cao. Trên trang web chính thức Nhà Trắng cho biết lệnh xuất này được thực hiện phối hợp với các quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng khác. Trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Theo hãng tin AT, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra quyết định trên sau khi Washington không thuyết phục được các nước OPEC tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ bơm thêm dầu để đáp ứng nhu cầu gia tăng sau đại dịch COVID-19. Trong số lượng dầu được xuất ra, 32 triệu thùng sẽ được giao trong vài tháng tới và chúng sẽ được đưa trở lại kho dự trữ trong những năm sau này khi giá nhiên liệu bình ổn trở lại để đảm bảo dự trữ chiến lược. 18 triệu thùng còn lại được tung ra thị trường như một phần của hợp đồng bán dầu tăng cường đã được Quốc hội Mỹ cho phép trước đó. Nhà Trắng khẳng định Washington sẵn sàng hành động thêm nếu lượng dầu xuất ra hiện nay không giúp hạ nhiệt thị trường năng lượng. Lượng dầu dự trữ của Mỹ được cất trong các kho chứa dưới lòng đất ở Texas và Louisiana. Là nguồn cung cấp dầu khẩn cấp lớn nhất trên thế giới, người tiêu dùng Mỹ hiện đang đối mặt với giá xăng dầu tăng cao, dẫn tới lo ngại về lạm phát, vấn đề cũng đang là thách thức lớn đối với nền kinh tế nước này. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 10 tăng cao hơn so với dự báo, chạm mức lạm phát theo năm cao kỷ lục trong vòng 3 thập niên qua. Tỷ lệ lạm phát hàng năm tại Mỹ tăng vọt từ mức 1,4% hồi tháng 1 lên 6,2% trong tháng 10. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.